chào tất cả các bạn. Như vậy là hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video nói về chế độ chiến dịch. Như trong video trước thì các bạn thấy mình đã hoàn thành xong chương 3 của chiến dịch ác mộng. Còn những màn rất là khó thì mình đã vượt qua rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn thấy chương 3 là hoàn thành rồi. Chương 4 thì mình đã hoàn thành rất là lâu rồi, không sót màn nào cả. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua là chương 5. Như các bạn thấy ở đây, chương 5 còn rất là nhiều. Năm 2 Vivek, năm 3, năm 4 và năm 6. Đó là những màn mà còn sót lại chưa hoàn thành xong. Thì trong video này mình sẽ hoàn thành tất cả các màn còn lại cho các bạn cùng xem. Hy vọng là mình sẽ vượt qua dễ dàng đối với những màn còn lại. Và sẽ làm một video hoàn toàn cho các bạn xem. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Các bạn ủng hộ mình thì sẽ là động lực để mình phát triển những video nó có dạng hay hay như thế này. Trước khi đến với cái video này thì chúng ta cùng nói sơ qua cái phiên bản của chiếc điện thoại đấy. Thì như các bạn thấy cũng trong một video đó mình cũng nói hết rồi. Ở đây là cái sự kiện Noel này nó có quy đổi hoa tiết thành những cái vật phẩm như thế này đó, rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cần phải có mặt khỏe mở riêng thì mới có hy vọng là đủ, còn không thì sẽ rất là khó, không đủ nổi. Đây là vũ khí mà mình nhận được trong cái chiếc y. Các bạn thấy là nhận được rất là nhiều tiền chưa? Trước khi ra trận thì mình sẽ sử dụng mình cùng biến qua. Thôi thế nào mình sẽ đẩy vượt qua cái màn đó như thế nào thì lúc đó mình mới biết được vũ khí mình chọn. Năm hai là màn đầu tiên trong cái video này. Còn lại 85% máu, 15 tinh lực, toàn bộ địch dùng xe Hummer. Thì cái này chúng ta không cần mang theo súng, không cần mang theo đồng đội, chúng ta cần phải mang theo những bình máu. Cái đó là điều ưu tiên. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu với cái chương 5, màn 5.2, mặc lệnh cuối cùng. Bây giờ chúng ta cùng ra trận với màn 5.2. Thì trước khi ra trận mình mua thêm cái bình may mắn và tặng sức thương. Đối với những màn như thế này thì các bạn cần phải đem theo những bình cứu thương. Khi mà về cuối trận thì các bạn cố gắng là hồi máu. Ở đây nó yêu cầu chúng ta là hạ liên tiếp 15 tên địch. Cho nên các bạn chờ cái bầy chó này, các bạn bắn thật chậm, không được bắn nhanh. Nếu như các bạn bắn nhanh thì sẽ không có combo 15 được. Các bạn phải bắn thật chậm để khi mà chúng ta bắn xong loạt đầu tiên thì đến loạt thứ hai nó sẽ ra vừa kịp. Đó, các bạn thấy combo 9 rồi. Mình sẽ chờ tụt cái combo 9 xuống gần hết, mình sẽ lấy combo 10. Đó, như vậy các bạn thấy là vừa đẹp luôn, chó nó vừa chạy ra nữa. Có thêm một cái xe. Đó, các bạn bắn hết cái này là hết 14 combo rồi. Các bạn bắn luôn thằng trên đầu. Thằng trên đầu thì máu nó rất là nhiều, nên các bạn phải sử dụng tất cả mọi thứ như là không kích hay là tăng lực chiến của súng máy. Đi kèm với đó thì các bạn cố gắng là mặc máu để khi mà nó bị lây máu kịp thời thì chúng ta hồi máu. Đối với cái xe này thì các bạn bắn cái lửa. Đó, các bạn chú ý cái thằng trên đầu này. Đó, các bạn bơm máu. Các bạn cứ lấy bơm máu thì mới vượt qua được. Sau bầy chó này sẽ xuất hiện thêm một thằng bắn bayoka cuối cùng. Thằng này các bạn sử dụng tất cả những chủ đích loại phân tích này, tăng súng máy này. Đó, các bạn phải giết nó trước khi nó bắn quả bayoka vào xe chúng ta. Nếu như nó bắn trúng một quả thì sẽ tuột dưới 85% máu ngay. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành màn này với cái nhiệm vụ là hạ liên tiếp 15 tên địch, còn lại 85% máu, tiêu diệt toàn bộ địch. Các bạn thấy thì nhiệm vụ này nó cũng tương đối thôi chứ không khó lắm. Nhưng mà các bạn phải chú ý, nếu như chơi một lần không qua, các bạn chơi lại một hai lần thì chắc chắn là sẽ qua, không có gì khó khăn cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đi với những màn tiếp theo sau đây. Thì các bạn thấy ở chương 5 này, tất nhiên là mỗi chương nó sẽ có mỗi cái khó riêng. Ví dụ chương 3 chúng ta có rất là nhiều mẹo, chương 5 thì chúng ta cần phải mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với
màn năm 2, mặc lệnh cuối cùng. Mặc lệnh cuối cùng của nó và nhiệm vụ của nó là tiêu diệt toàn bộ địch, liên tiếp 4 tên địch và 95-90% máu. Nói đến máu thì chúng ta phải có cái cờ lê này rồi. Cờ lê này nếu bạn nào không có thì bỏ 10 kim cương ra mua. Nhiệm vụ quan trọng nhất là còn 90% máu thôi, còn lại mình thấy là bình thường. Các bạn hạ liên tiếp vài tên địch thì không có gì khó khăn cả, sẽ dễ dàng thôi. Chúng ta chú ý là với máu đều thì sẽ vượt qua được. Ở đây thì nó rất nhiều những cái tên địch trên đất nhà và xe bọc thép. Các bạn cố gắng ở đoạn này. Chó thì nó chạy trong hẻm ra. Các bạn nhìn đây, các bạn thấy nó chạy ra. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị mất máu rồi. Nhưng mà để vượt qua được 3 sao thì các bạn cần phải đó và chú ý những thằng súng ở trên nóc nhà. Và các bạn chú ý là bơm máu thường xuyên, bơm đều tay vào. Nếu như bạn thấy tù xuống là bơm đây ngay. Như vậy thì chúng ta mới có cơ hội là 90% máu được. Đó, các bạn thấy là ở đây là giống như một cái phố vậy, rất là nhỏ. Lính nó nằm ở khắp nơi, cho nên là chúng ta cần phải chú ý. Đây, có một chiếc xe nó nằm sẵn ở bên hông đây, nó chờ chúng ta. Các bạn cố gắng bắn hết tên lửa, sau đó chúng ta dùng súng máy bắn nó. Các bạn thấy không? Máu nó tụt rất là nhanh, cho nên là chúng ta phải bơm liên tục. Nếu không thì sẽ rất khó. Đó, các bạn thấy là mình phải bơm máu liên tục để giữ được cái trạng thái là máu luôn luôn nằm ở mức trên 90%. Như vậy chúng ta còn phải một bước nữa, chưa vượt qua được. Đó, các bạn thấy là thằng Bayuka đứng ngay mắt nào. Nó rất nguy hiểm, nó bắn chúng ta một phát là tụt máu ngay. Ở đây các bạn bơm máu, sử dụng gọi xung kích thì sẽ vượt qua. Nói chung thì chúng ta chỉ cần là đẩy nhanh và mạnh. Cần phải mua tăng sát thương hay là tăng nòng súng máy. Và chúng ta sử dụng thêm quyền trợ giúp là tăng sát thương của nòng súng. Khi đó chúng ta thật là mạnh thì chúng ta sẽ vượt qua rất là dễ. Còn nếu như các bạn tiết kiệm không sử dụng thì rất khó để vượt qua. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong màn năm 2 và năm 2 bullet một cách rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái màn tiếp theo. Những màn nào chưa đạt 3 sao thì chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành trong video này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn năm 3 là chiếc này đền tội. Các bạn chú ý ở đây là nó bắn hạ UAV và hạ bắn nát cháo 8 tên địch, tiêu diệt toàn bộ địch. Các bạn chú ý ở đây là nát cháo những tên địch như thế này. Tại vì màn này thì các bạn xem khi vào trận chơi các bạn sẽ thấy mình mua tăng giáp tại vì địch ở rất là gần và nó xài toàn sức cương rất là mạnh. Nếu như chúng ta yếu thì sẽ bị bắn chết ngay từ vòng đầu. Đây, các bạn sẽ cùng mình chinh phục màn này. Các bạn cố gắng phải bắn cháo của nó. Các bạn thấy là lính sát quân nó đứng gần như thế này thì phải nói là rất là ám ảnh. Đó, các bạn cần phải nát giáo những thằng lính như thế này. Ở đây nó yêu cầu chúng ta nát giáo rất là nhiều, cho nên nếu như các bạn không bắn nát giáo thì sẽ khó vượt qua 3 sao. Chưa hoàn thành xong cái nhiệm vụ nát cháo. Qua màn 100 giây thì 100 giây là quá nhiều rồi các bạn. 100 giây thì đơn giản rồi. Ở đây các bạn khoan, hãy bắn cái UAV. Các bạn hãy nát cháo thêm để lấy đủ cái nhiệm vụ. Sau đó chúng ta mới tập trung bắn UAV.
UAV thì rất dễ thôi. Các bạn sử dụng tập trung và thả UAV của mình ra, thả nó. Rồi, như vậy là mình mất 8 con đẹp thành công. Đó, mình phải tập trung, thả UAV, tất cả mọi thứ, đẩy nó xuống máy luôn. Đem máu luôn. Rồi, xong. Nhiệm vụ là như vậy thôi. Rồi, các bạn thấy là mình qua màn rất là dễ, rất là đơn giản. Không có gì khó cả. Mình nghĩ màn này thì các bạn sau khi xem video của mình thì các bạn có thể vượt qua rất là dễ dàng thôi. Cũng giống hệt như mình, không có gì phải ngại ngùng ở những cái màn như thế này. Ở đây quan trọng là chúng ta phải nát cáo đủ 8 tiên địch. Còn thời gian thì nó cho chúng ta nhiều, chứ không phải là 45 giây như cái màn ở chương 3. 45 giây thực sự rất khó, nhưng mà 100 giây thì nó quá dư rồi. Và điều quan trọng là chúng ta phải nát cáo được 8 tiên địch, sau đó chúng ta sẽ đập cái UAV là xong. Càng nhanh càng tốt. Sau một khoảng rất là nhanh, chúng ta đã tới màn 53 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn 54. Màn 54 này có điều gì đặc biệt thì xin mời các bạn cùng mình sẽ thử nghiệm nó. Tiêu diệt toàn bộ địch, nát gáo 2 tên lính biệt kích và nát gáo 5 tên lính xuất quân. Thì khi vào màn này, mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn biết về cái màn này. Ở đây thì mình không thuê theo người các bạn. Các bạn phải cân bằng cái hỏa lực của mình. Nếu như nhanh quá thì chúng ta sẽ không nát cháo kịp những thằng lính. Ở đây nó có rất nhiều loại lính. Các bạn chú ý thì ở đây nó có rất nhiều loại lính. Nhưng mà nó ở đây nó cho chúng ta là phải bắn nát cháo 5 thằng lính sức vương. Đây là những thằng lính sức vương. Các bạn phải chú ý tên trên đầu nó. Và 2 thằng lính biệt kích. Tại vì số lượng có hạn các bạn. 5 thằng lính xuất quân, 2 thằng lính biệt kích. Mình sẽ làm lại, tại vì 2 thằng lính xuất quân đầu tiên mình đã không nát cháo được nó. Cho nên mình sẽ thoát ra và làm lại cho các bạn coi. 2 thằng đầu tiên, bắt buộc chúng ta phải nát cháo nó. Nếu như các bạn không nát cháo nó thì chắc chắn là tới màn cuối cùng các bạn cũng không đủ. Như vậy là mình sẽ không thuê theo người. Nếu như các bạn thuê theo hỏa lực quá mạnh thì nó sẽ bắn chết trước khi chúng ta nát cháo. Như vậy là sẽ không thành công. Đồng đội của chúng ta có bắn nát cháo thì chúng ta vẫn không được hưởng. Cái đó thì mình chơi nhiều mình thấy bạc. Đây các bạn thấy là lính bực kích thằng xuất quân này, phải nát cháo nó. Như vậy là mình không nát cháo được thằng đầu tiên. Rồi thằng thứ hai được nát cháo rồi. Như vậy là mình chỉ còn bốn thằng xuất quân và 2 thằng bực kích. Ở đây thì thằng bắn tỉa này không quan trọng các bạn, cứ lấy súng này nhả nó cứ thôi. Đó, rất dễ. Qua màn này chúng ta sẽ gặp được lính biệt kích và có thêm lính xuất quân để chúng ta nát cháo. Các bạn cố gắng đây thằng biệt kích đây. Các bạn cẩn thận nó, đừng bắn chết nó. Phải nát cháo đó, giống như mình. Phải nát cháo nó, thằng xuất quân. Nát cháo thằng xuất quân. Thằng lính lựu đạn này thì bắn sao cũng được. Đây thằng xuất quân nữa các bạn. Đó. Các bạn phải nát cháo nó, như vậy là mình được 3 thằng xuất quân, 1 thằng biệt kích rồi. Các bạn cố gắng tính giống như mình vậy. Các bạn bắn cái đầu tính cái đó. Để nhắm thì mình làm đủ không. Nếu như không đủ thì các bạn thoát ngay. Làm lại. Như vậy là mình được 3 thằng xuất quân, 1 thằng biệt kích. Thì còn 2 thằng xuất quân, 1 thằng biệt kích nữa là hoàn thành. Cái xe tăng này các bạn sẽ tập trung cho mình. Xuất quân đây các bạn. Đó, như vậy là mình được 4 thằng xuất quân rồi. 1 thằng nữa thôi. Đây, nó nữa đây. Thằng này chắc là thằng cuối rồi các bạn. Rồi, như vậy là mình được 5 thằng xuất quân. Bây giờ chúng ta phải tìm một thằng biệt kích. Những con y đá thì chúng ta cứ hạ nó đi, bắn sao cũng được. Còn một thằng biệt kích nữa thôi. Đây, đi không được chú đứng đây các bạn. Ngay chỗ xe đây. Các bạn phải cố gắng. Thằng này là thằng đi đi. Thằng này nó chạy rất khó chịu. Đó, các bạn thấy nó chạy qua chạy lại liên tục. Tại vì nó biết là mình sẽ nát gáo nó. Rồi nó được bơm máu nữa. Nó chạy rất là ghê đúng không các bạn. Bên mình thì các bạn cũng phải đi bơm máu nữa mà. Chứ đứng lâu như thế này mà không bơm máu được chút nha. Rồi như vậy là mình không nát gáo được nó. Thêm một thằng biệt kích nữa xuất hiện ở đây các bạn. Đây, nó đây. Nó đi các bạn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong nát gáo 2 tiên lính biệt kích và 5 tiên lính xuất quân. Nhiệm vụ bây giờ rất là dễ. Hạ xong cái xe tăng này nữa là thắng. Như vậy là bên ta chết chỉ có một mạng thôi. Còn lại hai con súng bắn tỉa này vẫn còn sống.
Nhiệm vụ bây giờ rất đơn giản, thảo về ra để tập trung vào sau. Đó, các bạn thấy rất là đơn giản thôi. Nếu chúng ta chơi, chúng ta tính toán cẩn thận kỹ lưỡng thì sẽ cảm thấy nó dễ và vượt qua nó đơn giản, không có gì khó cả. Như vậy là mình đã hoàn thành xong màn 5.4, nát gáo 2 thằng biệt kích, nát gáo 5 thằng số cương và tiêu diệt toàn bộ địch. Như vậy là đã hoàn thành xong màn này. Như vậy là sau một hồi chơi thì mình chỉ còn một màn cuối cùng nữa thôi, đó là màn 5.6. Đây, màn 5.6, mùa tôm anh hùng. Đây là cái tên của cái chương này luôn. Màn này thì phải nói là nó khó hơn những màn khác, nhưng mà không có lý do gì chúng ta không vượt qua được cả. Nát gáo 5 tiên địch và nát gáo 2 tiên lính tiên phong. 5 tiên địch thì các bạn thấy là ở đây rất là nhiều địch, nên yên tâm, không thành vấn đề về số lượng mà nát gáo địch. Nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm tới 2 thằng lính tiên phong, quan trọng ở chỗ đó. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải gồng tới 2 thằng lính đó để bắn được 2 thằng lính đó. Các bạn phải cố gắng bơm máu và tránh lựu đạn, đó là điều quan trọng nhất. Xin mời các bạn cùng mình đến với màn này sẽ rõ hơn. Đây các bạn thấy là lính nó ở chúng ta rất là gần, nhưng mà nó không, đa số nó xài AK chứ nó không xài sức quân. Nếu như nó xài sức quân là chúng ta rất khó khăn. Các bạn thấy là chưa gì hết, nó nã mình một phát là tụt xuống nửa máu rồi. Đó, lính rất là nhiều nên chúng ta cứ ưu tiên hát cháo được thằng nào hàng đó, không sợ thiếu người. Các bạn nhớ đun sôi máu và bơm máu thường xuyên để giữ mạng sống. Nát gáo 5 tên thì chắc mình cũng gần đủ rồi đó các bạn. Ở cái đường luôn này, mình khuyên các bạn nên thảo UAV và tập trung. Chúng ta không cần phải bắn luôn, các bạn thảo UAV và phải tập trung. Chỉ cần hai thằng trợ giúp tới hơi thì chúng ta sẽ vượt qua được cái lỗ hổng này rất là nhanh. Rồi, như vậy là chúng ta vượt qua được xong hai màn rất là nhanh đây. Vào đây thì các bạn bơm máu ngay cho mình. 5 tiên địch thì mình mới nát cáo khoảng 4 tên thôi, còn 1 tên nữa thì mình sẽ nát cáo ở đây. Và đặc biệt quan tâm tới 2 thằng lính tiên phong. Đây, nó đây các bạn. Đấy, nát cáo nó. Rồi, một thằng rồi. Chỉ cần một thằng nữa thôi. Rồi, nát cáo được thằng thứ 5 luôn. Thôi rồi, đi rồi. Đây, một thằng tiên phong nữa các bạn. Các bạn phải cẩn thận chạy nhé, lựu đạn nữa. Hãy nó kéo nó. Rồi, xong. Như vậy là bây giờ chỉ cần hạ thằng bộ tạc nữa là xong. Thảo UAV tập trung là xong. Quá tuyệt vời. Nó gọi chó, nhưng mà chó chưa kịp ra thì chúng ta hạ thằng bộ tạc chết tươi. Thì như vậy là khi mà tiêu diệt bộ cạp thì 10 thằng lính nó tiếp theo. Nhiệm vụ tiêu diệt bộ cạp, nát gáo 5 tiên địch và nát gáo 2 tiên lính tiên phong. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là vượt qua tất cả các màn ở chiến dịch ác mộng 3 sao và vượt qua được tất cả các màn ở chương 5 3 sao. Thì sau khi vượt qua được tất cả các màn, chắc chắn chúng ta sẽ có một phần quà rất là giá trị đang chờ đợi ở phía trước. Các bạn thấy là tất cả các màn ở đây, tất cả đều khó chứ không phải dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta đủ lực chiến, đủ hỏa lực thì chúng ta sẽ vượt qua được thôi, không có gì khó khăn cả. Các bạn cùng mình điểm sơ lại tất cả các màn ở chiến dịch này, từ ác mộng, khó và thường. Đã hoàn thành đầy đủ hết, tất cả đều là 3 sao. Thì mình nghĩ chắc là bạn nào cũng 3 sao hết rồi. Nó rất dễ thôi, không có gì khó cả. Trước đây mình cũng làm những video chia nhỏ ra từng cụm cho chiến dịch như thế này. Bạn nào muốn xem thì có thể tìm lại những video cũ hơn để xem. Còn lại những màn mà chưa được 3 sao thì
trong video gần đây nhất và video này thì mình đã vượt qua. Đây là phần quà của chúng ta các bạn, Mùi Chôn Anh Hùng. Khi các bạn vượt qua chương 5, tất cả đạt 3 sao, các bạn sẽ được 10.000 vàng và 100 kim cương. Đó là phần quà rất giá trị. 100 kim cương này chúng ta tha hồ mà mua máu để vượt qua. Đúng các bạn, mua máu thì chúng ta chỉ tốn 5 kim cương thôi, 50 kim cương gì thôi. Thì các bạn thấy là quá thừa rồi. Các bạn thấy là đây được rất là nhiều huy hiệu, những huy hiệu 3 sao và những huy hiệu khác nữa, phải nói rất là nhiều huy hiệu.